mình cho nó 2 xô nha các bạn, 2 xô đầy. Đảo đều lên, đảo từ từ vô nha các bạn, sẽ ăn hết rồi. Hết vô luôn nha các bạn, ăn là xong luôn các bạn ơi. Mới đổ 2 xô hết rồi nha các bạn, giờ mình rửa cái xô nữa.